đậu phộng bà con ơi, bà con ta biết đậu phộng hết rồi bà con à, có người gọi là đổ, có người gọi là đậu, đổ phộng hay đậu phộng nó cũng là một thôi, nhưng mà mỗi người mỗi miền gọi khác nhau chứ không có gì hết đó bà con. Cho nên nhớ rằng đậu phộng hay đổ phộng là người không nên ăn, chứ không phải tốt là ai ăn cũng được. Những người có bệnh thế này và những cái người này không nên ăn là người có bệnh gút, ăn thì nó tăng cân, người có rối loạn mỡ máu, tim mạch, đó là không nên ăn. Ngoài ra là nó tốt cho những người còn lại. Lạc á hay đậu phộng là bị móc không ăn, cắt túi mật cũng không ăn. Mỗi ngày ta ăn không quá 5-3 hạt, nhưng mà có một trái trong đó nó là 2-3 hạt, cho nên chúng ta ăn ta tính từng hạt bên trong chứ không có tính trái. Có trái 4 hạt đó bà con nha, chứ không phải không. Có câu người ta nói là trên thượng đình có bông không trái, trên thượng đình có bông không trái, dưới thượng đình là có trái không bông, có trái không bông, không bông là cây đổ phộng, cây đậu phộng bà con ơi. Cho nên không ăn là những người không ăn là người có bệnh gút, tăng cân, rối loạn mỡ máu, tim mạch, cắt túi mật là không nên ăn. Còn nó tốt là tốt cho những người còn lại, ăn một ngày 53 hạt thôi bà con nha. Bởi vì protein, chất béo của trong hạt đậu phộng nó làm cho cơ thể khó tiêu hóa, khó hấp thụ, khó tiêu, viêm loét dạ dày, viêm ruột mãn tính cũng không nên ăn, vì nó làm cho bệnh nặng thêm. Đậu phộng hay lạc cũng vậy nha bà con. Đó, cho nên nó không hấp thu, không tiêu hóa được, viêm loét dạ dày, viêm ruột mãn tính cũng không ăn, vì nó làm cho bệnh nặng thêm chứ chẳng tốt gì. Chúc bà con ta vui, trẻ khỏe. Và bà con ơi, chúng tôi ngày nào cũng làm 4 video nói về đời sống và sức khỏe. Vậy bà con biết rồi, chia sẻ vui vẻ, chia sẻ đến mọi người để cùng nhau khỏe mạnh, cùng nhau biết, chia sẻ đến mọi người, cùng nhau mạnh khỏe. Ngày nào chúng tôi cũng có 4 video nói về bệnh gì, ăn gì và không được ăn gì, uống gì. Đó là 4 video đời sống sức khỏe. Bà con thấy được vui lòng chia sẻ, vui lòng chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi bà con nha. Mà khi có video trong ngày đó là bà con biết được liền. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Đăng ký kênh bà con ơi, và ủng hộ cho chúng tôi.